Xin chào các bạn, mình là Thế Anh, mình đến từ cộng đồng Thanh NDA, cộng đồng chuyên chia sẻ về các dự án IDO, các dự án robot, các dự án IO đến từ nhiều nền tảng uy tín và chất lượng cũng như đến từ các sàn giao dịch. Nếu các bạn còn chưa ký kênh thì các bạn nhớ nút subscribe để các bạn đăng ký cập nhật liên tục những dự án mới nhất là mình thường xuyên chia sẻ đến với anh em. Video chia sẻ hôm nay thì mình sẽ gửi tới các bạn dự án ChronoFi. Tham gia vào dự án hôm nay thì các bạn sẽ cần vào link phía dưới mô tả video, sau đó các bạn nút start là chatbot. Tiếp theo các bạn mở link captcha ra, chúng ta sẽ hoàn thành phần hát captcha. Đây là một dự án xây dựng trên nền tảng Polygon Matic, một dự án khá tiềm năng. Thông thường thì anh em trên kênh chúng ta thì rất là thích làm cào Polygon Matic, bởi vì cái dự án Polygon Matic thì nó khá là chất lượng anh em nhé. Polygon này, Solana này, và một số các cái mạng nữa, những dự án trên đó thường rất ngon. No. Mình sẽ cố gắng hoàn thành một captcha chấm 4 7 5 10 6 3 7 5 3. Captcha này hơi khoai đấy anh em ạ. Approver. Ok, sau 3 lần nhập captcha thì mình đã hoàn thành xong captcha. Đó thì sửa lại bot, chúng ta nút check. Bot nát rồi. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ join vào group Telegram channel nhu đầu tiên. Khi join các bạn ấn vào I'm lost a bot. Join tiếp kênh channel. Mở Twitter. Medium. Mở kênh YouTube. Discord. Nay mình sẽ chọn submit tên. Điền username của kênh Telegram. Tiếp theo ta đến với các nhiệm vụ tiếp theo. Các nhiệm vụ follow thì các bạn follow nhé. Những nhiệm vụ Twitter bên cạnh follow chúng ta sẽ like. Chọn follow tweet. Sẽ đính kèm. Đính kèm 5 username. Bây giờ các bạn sẽ ấn vào phần profile, copy phần profile này. Paste ra. Medium. Đánh vào avatar, nó phần new name, copy profile này, paste ra, YouTube, chúng ta đánh vào avatar một kênh của bạn, copy profile này, paste ra, Discord server, copy new name. Paste username Discord rồi. Địa chỉ Polygon Matic. Chúng ta copy phần địa chỉ VSTH ở trên JustConnect hoặc MetaMask. Chúng ta copy phần địa chỉ vào ta paste ra. Cuối cùng các bạn sẽ có link dev và bạn có thể link dev chia sẻ về thân dev chúng ta. Ok, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau chia sẻ vào dự án ChronoFi, một dự án iRoot mới. Bây giờ thì mình sẽ gửi tới anh em video hướng dẫn. Cảm ơn anh em đã theo dõi video và xin chào các bạn. Video tiếp theo.